nào mà không còn buồn giận thương vui kém muốn sợ nữa. Tại vì cái bài học là năm non đồng ruộng tốt tươi, miền bảy núi ngày sau báo quý. Có nghĩa là không buồn, không giận, không thương, không ghét, không muốn, không sợ thì cái thân mình nó mới khỏe. Còn buồn, giận, thương, vui, ghét, muốn, sợ là thân mình khổ. Thì ông nói miền bảy núi ngày sau báo quý là không buồn, không giận, không thương, không ghét, không muốn, không sợ là nó mới quý được. Còn thất chân thất chân rối loạn là cơn hiểm nghèo. Thì bởi vì trong khi cái bài học là thập tam ma diệt bằng trí kiến là thất tình lục dục đó, là gộp lại là thập tam ma diệt bằng trí kiến dứt xong rồi vô dự thánh tơ. Có nghĩa là ăn mà mình biết ngon thì phải kiếm tiền, ăn biết dở phải kiếm tiền, còn ăn được thấy no là khỏi kiếm tiền. Mà trong khi mình ăn mình còn ngưng niệm Phật là biết ngon dở liền. Mình còn niệm Phật thì ăn được thấy no thì thân mình nó mới khỏe được. Bà con không biết á, thì nói miền bảy núi ngày sau báo quý thì ráng lên núi không à, chứ không có sửa cái vụ mà thất tình trong bản thân. Dạ, như hôm nay là như chú thấy cảm giác như lễ lập này tín hữu mình giữa tôn giáo Hòa Hảo và bên Hiếu Nghĩa dân tụ về đây có đông hay không? Xin hỏi chú ba, hôm trước giờ chú ba cũng ở đây liên tục thì chú ba hãy trình bày cho anh em biết về cái công đạo sự là thứ nhất là ngày giỗ thứ bao nhiêu, rồi thứ hai nữa là dân số mình hôm nay có kết quả gì, rồi có bệnh dịch bệnh hoạn gì đó thì chú ba trong cái tu học đó là sống nghiên cứu kinh pháp đó, thì chú ba kể cho anh em đồng đạo để nghe trên cái mọi sự việc để mà tu hành theo cái chánh pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Đức Huỳnh Giáo Chủ nói đạo Phật thì bủ sơn kỳ hương, chữ bủ là hương hoặc dương, nhưng mà chưa biết ông nào. Chữ sơn Đức Phật thầy là Đoàn Minh Nguyên ở núi Sam, chữ hương là Đức Phật Trùm là ở ấp Xà Lôn, xã Lương Phi. Như vậy đó, thì mấy anh em mình đó, tìm ra coi chữ bủ hiệu Phật Dương độ chúng thế giới bình an. Như vậy là ông Phật Dương là ông nào, ông Phật Dương là ông nào mà độ thế giới tới bình an là. Cũng như hồi đời Đức Phật thầy Tây An là Đoàn Minh Nguyên cũng bị khống chế, bị Tây Thông khống chế. Rồi Đức Phật Trùm cũng bị Tây khống chế, rồi Đức Bổn Sư cũng bị Tây khống chế. Như vậy là ông Phật Dương ở An Giang mình là nguyện Nam Mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Quái Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Dương độ chúng thế giới bình an. Như vậy ông Phật Dương là Hồ Chủ tịch. Bây giờ phải thế giới bình an không? Dân nghèo là có giấy bảo hiểm, đau nữa là có tiền hỗ trợ luôn. Bây giờ mình đi đến đâu có tiền gửi nhà băng, đi đến đâu là có tiền xài tới đó à? Phải thế giới Việt Nam không? Thì bây giờ mình á, Thiên Hoàng là trời, Địa Hoàng là đất, Nhân Hoàng là mình, phải hy sinh đời mình làm những điều đạo nghĩa mới đắc đạo được. Cái đạo là cái phải, nhịn ngon, nhịn đẹp, nhịn sung sướng mới giúp đồng bào nhân loại, giúp tới đâu là hưởng hướng tới đó. Đạo tâm mình chỉ có làm quấy đạo thì xa, tất nhiên cái đạo là cái phải. Còn mình đây là tôn giáo thì mình càng cha mẹ mới nhịn cho con ăn. Mình có đạo đức mình mới dám nhịn phần mình giúp người. Cái người ăn tương không tính, người ăn mặn cũng không chê, mà người nào nhịn phần mình giúp người, giúp đời là giúp tới đâu là gì, không có công tới đó. Bởi vì Đức Phật á, thì quá độ chúng sanh 49 năm mình nghe lịch sử, còn mình thì phải hy sinh đời mình, cần kiệm chốt trắng lo làm ăn, bằng nhiều xài ít có cơ hội giúp đời, đó là đạo. Mà bà con mình á, thì theo Đức Huỳnh Giáo Chủ nói theo Chí Thích Ca ngày trước,
Nói thiệt chí Tích Ca ngày trước này phải bỏ quê hương xứ sở, đưa cái lương vào gốc cây. Còn mình ở đây á, thì xã bằng cầu hú không à. Mới đầu tu cái nhà nhỏ nhỏ, tu riết cái nhà bự bự, kêu xã cái nghèo cầu cái giàu. 1.000 người á, mới được có người xã Phú Cầu Bằng à. Là bằng chứng cụ thể là đứa con thầy Tây An Đồng Minh Nguyên, ông là thái tử con của vua Quang Trung. Trung có cái mộ đất mà mộ phá bằng nữa. Còn mình ở đây thì xã bằng mà cầu phú. Thành ra mình ở đây á cũng tu nữa, nhưng mà không sửa. Có tu mà không có sửa. Thành ra cái miệng mình nói theo Chí Thích Ca ngày trước, nhưng lòng mình chưa nói. Thì cũng như mình lộ bộ, mình lộ nha dũng nước, mình xăng cái quần lên nửa ống chân, ráng ráng mới đi qua, nhưng mà nhờ người khác sụp. Mình ở sau mình thắng lại. Hên quá bữa nay mà không có người trước sụp, mình phải bị sụp. Vì ngày hôm nay á, anh em mình gặp cô bác làm sai là đời mình còn hên. Vì mình biết anh em làm sai là mình né liền, là mình hên. Còn anh em làm sai mà mình không thấy thì mới mốt mình phải bị sai. Bởi vì cảnh thế gian dường thể chốn ao tù, mình còn ham cảnh thế gian này chừng nào là càng khổ chừng đấy. Bởi vì sen á, bùn càng nhiều thì sen nó mới tốt. Nhưng mà ráng hút bùn, ráng hút nước, ráng mọc lên khỏi mặt nước nó nở là thơm. Còn hút bùn hút nước mà mọc chưa khỏi mặt nước nở là hư. Nói tiếp đi. Nói tiếp đi chú Ba. Rồi trong cái giai đoạn chú tu học rồi tu từ ở Long Xuyên lên đây, rồi trong những cái chương trình mà như chú tu năm nay tính ra khoảng nhiêu năm mà chú Ba kể cho anh em trên cái phương diện để công tu tập của chú, hàng ngày chú tu ở đâu, rồi chú cúng lại bao nhiêu thờ, rồi chú ăn tương được bao nhiêu năm, rồi chú làm thế hội từ thiện được cái gì, rồi trong cái hoạt động đạo sự là hôm nay chú ở đâu, Nam Mô A Di Đà Phật, thì xin kể là cho anh em hữu nghe chú Ba. Nhưng mà Đức Phật không xài người tu. Bị tu là sửa, mà mình còn chẳng còn sửa chừng nào xài. Kể từ nay nói chuyện chiều mai chẳng có nói dòng dài khó hiểu. Ai không làm sai là xài được. Tu là sửa, tu là học. Tu là học đâu có dạy ai được. Tu mà còn sửa hoài thì đâu có làm gì được. Có nghĩa là không còn tu, không còn sửa, mà phải tính làm sao đừng làm những điều sai. Thiên hoàng là trời, địa hoàng là đấng, nhân hoàng là mình không làm điều sai là mới có cơ hội cứu giới cứu quyền đất tổ được. Chú Ba làm ơn cho con hỏi, chú Ba ở Bình Đức là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Như vậy là chú Ba có gia sản như thế nào mà chú Ba buông bỏ hết trơn, chú Ba đi tu và con đường đạo chú Ba? Không có gia sản gì, tại tôi mê đạo bỏ vợ con. Vì hồi năm 75 thì nhà tôi có ghe bán, đi bán nhang. Nhưng mà gặp người ta chết máy đó, tôi ra tôi vòng. Nhưng mà tôi mê đạo. Vì tôi cái bài học là gặp người lâm nạn đua chen giúp giùm. Mà mình làm phải có thần độ cho, lúc Long Nguy có kẻ cứu mình thì cái bài học của mình có người độ rồi. Mà mình không thanh, không tin thầy sao? Mình ra tôi vòng người ta. Thì nó bỏ tôi thì tôi trong vòng 4 ngày tôi gom tiền bạc hết. Nợ nần không phát ở đâu đó đàng hoàng hết rồi, tôi không có lấy đồng nào hết. Độ cái nón đó bộ, mặc bộ đồ lộ bộ về núi năm 76. Chú Ba làm ơn chia sẻ đó, cái lúc chú Ba lâm nguy có kẻ cứu là có cái lúc nào chú có thể chia sẻ với bà con đi không chú?
Thì bây giờ đó là mình làm phải có hoàn độ cho là ký gì là phải đi. Có cái nào mà chú gặp khó khăn mà có được các chư vị xu khiến có người không, giúp giờ mình? Giờ hướng nào tôi miễn mà càng khó. Bây giờ đó tôi lộ bộ là từ đây tới Đà Lạt mà. Dữ vậy đó hả? 5 ngày tới Sài Gòn. Từ Sài Gòn ra Đà Lạt 6 ngày. Nhưng mà trời nắng cũng là khổ, cũng ráng niệm Phật. Đồ bò ba đen mà nó thành đồ bò ba trắng luôn đó, là mồ hôi muối đó. Nắng quá cũng niệm Phật, mà không có nhà ngủ cũng niệm Phật, mà đói quá cũng niệm Phật. Thành ra chỉ nghe cái câu là chữ lục tự trì tâm bớt diễn thì ráng niệm Phật thôi, không còn suy nghĩ gì nữa. Càng khổ chừng nào là càng niệm Phật chừng đấy. Chỉ ráng niệm Phật thôi mà tôi làm được chuyện đó. Chú niệm như vậy đó, chưa thấy có được cái kết quả như thế nào, nếu chú có thể chia sẻ với bà con. Cũng như mình ham cảnh thế gian nhiều thì mình ráng niệm Phật cho nhiều, niệm cho quên luôn. Tâm bình tĩnh mới được thầy Pháp Huệ. Niệm mà chừng nào mà nó quên niệm Phật mà cái tâm của mình, cái lòng của mình nở ra những điều lành thì nở ra tới đâu hay tới đó, giúp đời tới đó. Tôi là nghề thầy thuốc mà không có bằng. Bị hồi năm 76 rồi, rồi đó là đi núi đi non là tự biết thuốc để ra cứu đời thôi. Rồi bây giờ hưu rồi, già rồi, lớn tuổi rồi, nghỉ. Rồi bây giờ lòng mình thì còn thích đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ, đi không kịp. Chú ba làm ơn chia sẻ dùm cho anh em con á. Chú ba là thường xuyên hay niệm Phật đó. Như vậy chú ba có gặp cái cảnh giới nào của Phật đó, là gặp được vị Phật nào trong giấc ngủ chưa? Không, miễn mình làm được là Phật, mình nhận phần mình giúp người là Phật. Bởi vì tự xét mình thôi, ai ai cũng ráng xét mình, cứ như thôi mình nhận phần mình giúp đời tới đâu là cái đạo tới đó. Chứ không có ngủ nằm bao gặp ông Phật, ông Thánh, ông Thần nữa chứ. Chỉ mình ráng làm lành, làm kiểu nào mà, bởi vì cái bài học là hết cơn bế cực tới hồi tới lai. Mình làm mà không còn thấy cực, thậm chí là tôi ăn cơm còn tôi chưa biết ngon nữa đó. Bị ăn cơm biết ngon là mình không có niệm Phật. Tu uống nước niệm Phật, uống vào ăn cơm cũng niệm, chỗ nào cũng tu. Mình ăn mà biết ngon cũng không niệm Phật, mà ngủ biết ngon cũng không niệm Phật, mà thấy sung sướng cũng không niệm Phật. Thành ra giờ hôm nào cũng kiên trì niệm Phật. Bà có thể chia sẻ cho con vấn đề đó là khi mà mình niệm Phật đó, mà cái tâm mình nó bị loạn đó, thì mình niệm nhiều lắm, niệm luôn, niệm chừng nào hết loạn, niệm chừng nào mà tâm bình tĩnh. Tâm bình tĩnh mới được thầy Pháp Huệ. Thì mình niệm chừng nào mà không còn buồn giận thương vui kém muốn sợ nữa. Bởi vì cái bài học là năm non rồng bụng tốt tươi, miền mấy núi ngày sau báo quý. Có nghĩa là không buồn, không giận, không thương, không ghét, không muốn, không sợ, thì cái thân mình nó mới khỏe. Còn buồn giận thương vui ghét muốn sợ là thân mình khổ. Thì ông nói miền bảy núi ngày sau báu quý là không buồn, không giận, không thương, không ghét, không muốn, không sợ là nó mới quý được. Còn thất chân thất chân gối loạn là cơn hiểm nghèo. Thì bởi vì trong khi cái bài học là thập tam ma diệt bằng trí kiến, là thất tình lục dục đó, là gộp lại là thập tam ma diệt bằng trí kiến, dứt xong rồi vô dự thánh tâm. Có nghĩa là ăn mà mình biết ngon thì phải kiếm tiền, ăn biết dở phải kiếm tiền, còn ăn được thấy no là khỏi kiếm tiền. Mà trong khi mình ăn mình còn ngưng niệm Phật là biết ngon dở liền. Mình còn niệm Phật thì ăn được thấy no thì thân mình nó mới khỏe được. Bà con không biết thì nói miền bảy núi ngày sau báo quý thì ráng lên núi không à, chứ không có sửa cái vụ mà thất tình trong bản thân. Cũng như ông nói xứ Hà Tiên Liên Nghĩa Cơ Quan Bá Nhà Hiệp Mặt Tao Đàn Tử Kỳ Chỗ Giọng Khải Hoàng Bốn Phương, qua câu khác ông nói đố cha nào giữ cái cầu Hà Tiên, giữ cầu Hà Tiên lại gì ngược là hiền ta, cái hiền mình bỏ chứ ai giữ.
Tại vì là chuyện giống như bài thắng đố, Đức Phật nói bài thắng đố phải tìm. Cũng như ngày xưa đó, là gần đây cũng như là Đức Tổ là theo Lục Tổ chứ theo thần chú là Lục Tổ Huệ Năng, rồi kế đây là Bổn Sư Kỳ Hưng. Nhưng mà từ đây sắp tới Lục Tổ Huệ Năng không còn thầy của mình nữa, mà Bổn Sư Kỳ Hưng không còn thầy của mình nữa, mà giới lực là thầy của bản thân mình. Người nào giữ giới lực là cái thân này yên vui vẻ. Còn nghĩ ông đó là thầy tôi mà mình bỏ giới là hại thầy, gọi là giáo bấn nghiêm sư di đà. Hồi đó giờ Bổn Sư Kỳ Hưng là thầy của mình, cái vị tổ là thầy của mình, từ đây sắp tới là giới lực là thầy của mình. Mình phải gìn giữ giới lực thì cái thân này nó mới nguyên dạng được. Mà bài học nói mấy người còn được các thân ấy là đại ngọc các lân dự cài. Muốn còn được là giới điều kiện phải nhịn. Nhịn tất cả những gì có nhịn. Bởi vì người hung dữ nó dám hy sinh 100 nó đổi 1 á. Nhưng mà mình muốn yên thì phải nhịn. Mình sống ở đồng quê á, muốn qua mương thì phải sụt lui thì mới qua mương được, chứ đứng một đậu nhúng là lột. Nhưng mà anh em mình á, tranh thủ đi. Đi làm sao mà đi tiền nhiều mà về tiền ít á, là tâm bình tĩnh rồi đó. Biết dựa lúa đó. Còn đi tiền ít mà về tiền nhiều đó là không biết dựa lúa. Bởi vì lúa trong kho nó còn, rồi mình đưa lúa mới vô đó là sang năm lỗ vốn, kẹt hốc gì móc ra hết tất cả. Lòng mới trong sạch, mới làm được chuyện mới. Cũng như bản thân đại là cầm sổ chấm công không có được. Thấy tội nghiệp là cho thêm mà. Cũng như mình mướn bằng đủ, mướn bằng trả tiền đủ, đi vòng 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 thấy người ta cực quá à, cho thêm chút đi cho người ta bớt cực. Cái đó là gọi là tìm cái không nó mới có. Mình nhịn bằng mình giúp người là trống không. Đây nói chuyện cái tôi cũng có sách vở á. Kiếm anh từ từ coi. Bỏ cái đó đi, nói qua Phật Pháp nữa. Đâu có đời mới có đạo chứ. Cái đạo ở trong cái đời á, không có đời không có làm đạo được. Nó móc ra tiền không. Đây có sách vở. Đây mấy anh em mình kiểm tra coi đây bao nhiêu con số không, bao nhiêu con số một, bao nhiêu con số có. Không có bốn con số không. Nhà bự cũng giao cho con thành không. Đất nhiều cũng giao cho con thành không. Tiền nhiều cũng giao cho con thành không. Nhà cao cửa rộng đất nhiều là đại phúc. Nhưng ta thiếu nợ mình không có cho, còn sai người cào nhà mày luôn thì chia liền chết rồi, bỏ của bơ giờ con cháu ta bỏ luôn là bốn số không. Đồng ý không? Số này số 1. Số này là cho người ta ăn là còn, mình ăn là hết, có nghe nói không? Vậy là số này số mấy? Số 9. Câu nhịn 9 câu lành, đúng không? Nhịn lần thứ hai tự lòng mà nói với mình, nắm khi đói bằng gói khi no mà giúp nữa. Thì để nói con số này số 9, rồi để nói số này số mấy? 9 chỗ. Nhịn lần thứ hai đói nhiều hơn kỳ trước, phải không? Tới cái lần thứ ba dọn cơm sữa cho ăn, tự đâu mang tới. Cô chú ơi con quá khổ, mướn cho con mặn, con phải tính tiền, con giả là con ăn nhờ bữa cơm đang đi nữa. Mình sửa giao đây.
câu thiền nồi cơm cháo mình ăn, cho người ta đi tới luôn. Thì con số này chú lấy số mấy? 900. Này 900, này 999, 999 còn một vài ngàn không? Mới chia là phước đức ấy vẫn còn muôn thở. Tuy vô hình, còn do không phải vô hình không? Đừng ngỡ rằng không. Anh em ơi, nơi trốn Trần Hồng mấy ai khi đến tấm lòng thanh cao còn ôi cháu. Nhà cao cửa rộng đất nhiều mà gia ác thì chết rồi bỏ của bây giờ con cháu mình ta bỏ luôn. Còn mình nhịn bằng mình giúp người. Cha mẹ hiền lành phải để đứa cháu con không? Cái bài toán này gọi là tìm cái không nó mới có. Không mà anh em đồng ý không? Vậy là bốn con số không và bốn con số có. Cắt vợ nói chuyện có trách chở đâu hoài. Không, bốn con số không. Hát chưa? Sao nói sao? Cái nghiệp của chúng sanh đi cúng đi cầu do người chết rồi cầu có giải được hay không? Được chứ, biết cách mới được. Ông nội đệ còn sống không? Mà đệ có thương ông nội đệ không? Thì nể nguyện hôm nay ngày mấy tháng mấy năm mấy ông nội con hồi lúc hiện tiền có làm điều gì tội lỗi cho cha mẹ con, cho con nhờ trên trời Phật từ bi tha thứ dùm. Bằng như không tha thứ được bao nhiêu tội lỗi của ông nội con đó, con lãnh hết cho ông nội con được nhẹ nhàng. Bây giờ thiếu nợ quý ban, thiếu tiền không trả lại nhốt liền, nhưng mà có người làm tờ cam kết thả liền, hẹn mùa tới trả. Trước là mình cầu xin trời Phật từ bi tha thứ dùm. Bằng như không tha thứ được bao nhiêu tội lỗi của ông bà con lãnh hết. Thì tội gì cũng tha, có người lãnh rồi. Không mà nghe bà này chính xác không? Chớ xin không là không được, nhưng mà đầu tiên là phải xin. Bằng như không được thì cho con lãnh, cho ông bà con được nhẹ nhàng. Không mà bà này anh em đồng ý được rồi không? Hồi đó giờ bà con đâu có biết, chỉ xin không à. Thiếu nợ quý ban mời rồi xin không lãnh nhốt hoài luôn á. Nhưng mà có người ký lãnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nhân minh nay là ngày 11 tháng 10 năm Quý Mão 2023. Giữa tôi đi chỗ chú Ba có ngồi nói chuyện trên YouTube cộng đồng mạng. Cũng như xin quý vị và kính thưa chú Ba và kính thưa anh em đồng đạo đến để quay trực tiếp trong cái buổi tại này là tại ở chùa Ba Chúc, chùa Tam Bửu. Thành thử ra thì vừa câu huynh đệ vừa mới hỏi thì như chú Ba nãy giờ là ông nói cảnh thế gian thôi chứ Phật pháp chưa có vô sâu. Lý do là hỏi cha mẹ ta còn sống, ta cầu cúng nên được phần này hay không? Thì mình lấy trong cuốn Tôn Chỉ Hành Đạo của cái bài Đức Thầy là cách cầu nguyện cho người chết. Đó là tại vì mình là cái người tín đồ là Phật giáo Hòa Hảo, mà lúc tang quyến trong đình thì Đức Thầy có dạy cha mẹ ta qua đời nó xếp cho anh em trong đạo để cúng cầu nguyện. Thì trong bài đó thì nói chung ra thì chiếc ga thì nó ba cái phần. Trong cái phần đó thì một, thứ nhất là cái phần là cầu được siêu, và hai phần là cầu không siêu. Thì Đức Thầy cũng cho biết trước là cái lời cầu siêu trước, là Thầy nói là muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay, một liên cứu mẹ bằng nay nhờ ngài hiếu hạnh tâm dài từ bi. Mà coi cái hàng ngũ kinh xưa thì nói chung là hồi Phật Thích Ca Mâu Ni để lại thì năm quyển kinh. Năm quyển kinh là có là ngài thiết năm quyển kinh là kinh gì trước? Hồi ngài đắc đạo
thì ngài thiết bộ kinh là Quan Nghiêm 19 ngày, kinh đó quá tràng nó cao, tín hữu đồng đạo mình là không có để mà tu học được. Thì ngài mới ra thiết cái kinh đầu tiên nhất đó là kinh Tứ Diệu Đế cho anh Năm Kiều Trần Như để là để tu tập đó. Cái thứ hai nữa là cái bộ kinh đó là ngài thiết vậy là Tứ Diệu Đế là 12 năm. Rồi kinh đó là ngài thiết cái bộ kinh Hoa đó là Hoa Đẳng là 8 năm. Rồi Ba La Bát Nhã ngài thiết là 22 năm. Rồi tính kinh là Quan Nghiêm đó là 8 năm mà hoàn toàn hết trơn là 49 năm. Mình phải kể từ học tới cấp mà không có bộ kinh nào mà giáo pháp nhà Phật là không có để bộ kinh là kinh tụng cho cái người cầu cúng. Mà hôm nay thì nói chung ra Đức Thầy đã canh tăng lại là cái bài là cầu nguyện cho người cúng. Thì nói chung ra thì Đức Thầy cũng dạy là từ lúc mà 33 vị tổ tới giờ là ngàn năm nhân tâm sau chiến tu hoài, tu mãi chẳng thấy ai thành, chữ tu liền với chữ hành. Đồng đạo tín hữu mình trong cái các tôn giáo là không tu mà không có hành, thành thử ra nó bị lu mờ. Hoặc như là Đức Thầy cũng cho biết trước là theo thần tú tạo nhiều chuông mỏ mà xưa nay có mấy ai thành, làm hiền lành hơn tụng hơn hà, hại thú vật hơn có ghé. Thì cái này thì dứt khoát ra thì mình nói ra chạm tới trung bình cái tôn giáo mình Việt Nam, mình phải giật ra từ cái ngõ và cái dách. Thì trong cái hai điều kiện này thì Đức Thầy cũng cho biết trước là hai cái điều kiện sau là cầu nguyện không thành. Đức Thầy cũng cho biết trước là măng tân trà gũ sinh sang mà siêu nổi gì, cái này là nó không có vô trong cái hàng ngũ. Cũng như cái bằng Phật mà để đó thì mình uống rượu uống trà thì cầu nguyện không đạt. Còn Đức Thầy có nói nữa, đoạn thứ hai Thầy nói nữa, hai cầu nguyện Thầy nói ỷ tước quyền làm ác ê hề khi bỏ xác nhiều tiền có lót, là thế gian không có lót tiền bạc. Đối với cái cảnh trần là không có cần thì thứ nhất là mình đứa con neo thu mục liên chí đức, là thứ nhất là tu cầu mục liên đắc đạo mới cứu được bà Thánh Đề. Bà Thánh Đề là gì? Bà làm những tội ác, bà làm tội ác những các cái chư tăng, để đó là bả đó là quá phá công đức của ông này rồi. Cái người mà mình á đang tu tập như vậy, mình gặp cái người tu mà mình phá cái người đó đó là công đức của mình quá là tội lỗi, tại nó không có vô cái người đã đang tu tập mà là Bồ Tát hiện thế. Như hôm nay ông tu tập mà mình phá ổng cái đi, ổng hiện nay là Phật tánh có. Tại vì nói chung mình phải xét về là ông này là biết sao. Đức Phật có nói rằng ta đà Phật đã thành chúng sanh là Phật sẽ thành. Đây là ông này, nếu mình phá công đức của ông này thì công đức của mình hưởng. Bởi vì bà Thanh Đề bà hưởng cho công đức của bà là thứ nhất là bà đem thịt chó hoặc như bà đem những cái tội nóng của bà ắt lên bà là bà lên bà để bà trà đạp cái hột gạo đó thì quá tràn cái tội lỗi rồi. Thành thử cái hôm nay đó là rồi một liên mấy tu đắc đạo trong thứ đó là ngài đoạt được cái lục thông dòm xuống bảy tầng dưới, thấy mẹ quá tội rồi ngài mới về xin với thầy để mà cứu. Rồi thầy rồi mẹ rồi thầy á sư phụ á là mới dùng cái thiền trượng mà không cứu nổi nữa. Rồi á, là ngài là đắc đạo rồi ngài mới xin lợi nói thầy Phật thầy sư ơi sư phải quán xét giùm cho con để con đi xuống với cứu mẹ. Rồi Đức Phật mới nói là gầm tháng 7 măng trai đàn để cho trăm 500 vị tăng để lão lợi để mà tụng niệm. Mà cái bộ kinh vừa thiết ra thì 500 vị này thì người tu cao tăng đó. Hôm nay mà Đức Thầy cũng lấy cái câu dí đó để mà cho ta để cái bài cầu nguyện là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần. Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần. Giới Phật Tổ Phật Thầy, nay con thành tâm cầu nguyện cho tên gì họ gì đó nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được chúng sanh cực lạc. Đó là thành tâm chứ không thành tâm. Mà lúc một liên cầu nguyện này là tới 3 lần. Bây Đức Thầy mình lấy cái mẫu là 3 lần, là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca 3 lần, Mô Phật 3 lần. Là một cái thờ kinh trước là 500 chư tăng là gọi xuống cầu nguyện xuống tới dưới ở ngục A dưới đó là ngôi mới tỏ sáng chúng là năm chư tăng này gọi. Rồi mấy bà là từ trên cái chân không nó biến quá ra là dứt không bằng trăm đầu không đổi cho máu. Từng thứ hai là đưa bà về cái cõi này, từng thứ ba cõi trần này, từ thứ ba là đưa bà mới vọng lên rồi tới trên cái cõi âm, bởi vì bà mới được giải thoát. Đó là một liên của mẹ bằng nay. Mà Đức Thầy hiện nay là lấy cái bài trong đó để rút ra cho anh em tín hữu đặc giáo hảo để cầu nguyện thôi. Chứ thật sự ra hoàn toàn trong cái bộ kinh là Đức Phật không có dạy cái cách cầu nguyện.
đó là mình là ra những cái ông thầy đám, những ông thầy tụng, cái đó là chuyện ảo thế gian thôi. Đó mình cầu là cầu di tâm, mà cái Phật từ bi độ đủ sanh là Phật cầu nguyện từ tụng, thì mấy ông cúng dĩa trái cây. Mà đức thầy có đời cận thế Phật thôi ăn chè, đâu còn kiếm trái cây nữa. Mình nói gành là gì, mà đâu có cúng tiền cúng bạc gì để cho mấy ông huynh đệ, mà để là thầy đám 500 ngàn, đó là tụng mướn lấy tiền. Còn mình là lại nam mô Phật, uống ly nước trà, uống ly ăn chỉ trái cây để mà gieo duyên thôi. Là nhờ công năng tập của ông này, cái tâm từ bi ông này mới có xin đức Phật. Thì đức thầy cũng cho biết đường sinh mạng Phật ta làm thọ, thì tánh ăn như đã trường tồn. Cái người cái điều thứ năm thì phải quyết định là Phật tánh sao mình tánh vậy, mà cái tâm từ mình tính sao vậy mới được xin được đứng cái bằng Phật mình cầu nguyện. Đó là không có được. Mà miễn mà con người mà mình á mà không có tánh Phật rồi mình cầu nguyện Phật không được. Mà thứ nhất, cái người đó phải giữ giới trường trai không sát sanh. Cái thứ hai, người này phải tu tập công năng có đức độ, hàng ngày không gây tội lỗi. Tại vì cái người mà đến để mà cầu nguyện cho cha mẹ này là cái người này đứng vào bằng Phật. Thì mình lúc đây là tại sao mà tín đồ của đức thầy gọi là một cái người tín đồ, gọi là thầy nó khuyên tín đồ và các tăng đồ mình bằng áo chàng cúng rồi là mình tăng đồ đó quý vị. Còn mình miễn mà mình về là mình tín đồ nè, tín đồ Phật giáo hảo là hòa đồng, hòa hảo hết, hòa hảo hết trên cái thế giới này. Đó, bắt đầu mình hòa hảo, hảo là đó là hòa hảo. Mà mình nói ra thì trong cái này thì huynh đệ trả lời nghi vấn đó. Thì có nhiều khi nữa thì nói chung mình có cái người mà phải giữ lực tinh nghiêm. Cũng như bây giờ mình nói như quý vị ở đây hôm nay thì bức chống bị động mây, bức dây động gần. Như đức thầy là 1939 thì giáo pháp của đức thầy dạy là ăn chay, mà đức thầy nói là chay 4 bữa, ấy là quy tắc của cái khùng giác chúng sanh. Mà hôm nay nó tại sao mà tín hữu mình nhiều cái đoạn thầy nói tương với muối cháo gao đậm bạc nghèo luôn hiền bất niệm di đà, hoặc như là tương dưa giữ phận cho tròn, phải không? Rồi thầy cúng của đức thầy thì thầy dạy là sớm chiều, và thầy nói sớm trưa thì sớm trưa thì người mình phải hành đạo tinh tấn. Thứ nhất là phải giữ tứ hoa nghi, phải đảo về bản ngã mình không có chấp gì hết trên cái mọi thế gian này, điều hoặc là cảnh tượng mới về là cái Phật không tánh mình có tánh. Mà nhớ rằng tánh thấy Phật mấy đó là đắc đạo, còn ngoài ra dụng cụ ảo giác bên đây là tánh không thấy Phật là không đắc đạo. Nói chung quý vị nghe cho đường tu. Mới tại sao mà người nào hảo làm phước thiện gì, mình gieo cái giống này là cái giống gì? Hiện nay mình gieo cái giống này là để mình có một cây lên, đâm chồi chỗ móng lên. Còn thứ nhất, cái người mà làm phước thiện mình phải lựa đúng nơi đúng chỗ mình làm. Cái thứ nhất mình lựa cái chỗ mà không đúng nơi đúng chỗ, hạt giống mình dễ cho bức tường. Còn cái ngứt, cái người mà người ta làm đúng chỗ là người ta gặp cái hạt giống người ta dễ lên miếng sụn miếng bùng nó lên liền. Như hiện nay ông chú ba này ổng đang tu, tôi thấy ông tu vậy nói chú ba tôi trợ duyên cho ông coi đường tu là để 200 ngàn, 200 ngàn một mai là ông này ông đắc đạo ông cứu tôi. Còn miễn mà chọn những một miễn mà bây giờ mình thí 2 tỷ bạc mà mình chọn cái chỗ không đúng tu, cái đó cũng như tiền mình giải ở trên miếng đan không có lên được. Ông này đang có dũng chỉnh hiện nay đã thử ra, đức thầy cũng cho biết trước, giúp cho kẻ đối mới nhầm đến loạn ly khổ lẩm hoanh hơn lúc trong đầu bật bự, là ông này cái người tu. Mà nói về với cái người tu á, thì những cái người tu này là độc thân, là ổng đã sắp sửa là ổng con đường. Tại vì là thân ti còn tục tâm lìa cõi mê, thì cái cõi cái thân tục này thì miễn bỏ sát thì ổng phải đi về cái cõi trời ổng ngồi đó. Thử ra ông này rất là cao, thử ra mà đối lại với đức thầy cũng chưa biết trước lên là đức thầy nói là điều thứ 8 tóm tắt thương yêu lẫn nhau cùng một cha. Ông này cũng không có ngồi được đó, tóm tắt thương yêu lẫn nhau cùng một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ được chọn lành chọn sáng về nơi cõi thập phương mà học đạo hoàn toàn đảo là có giấc sanh, mà ông này ông thọ ơn cũng năm nhà, ổng còn về trở ông đắc đạo rồi ổng có đảo là ổng độ cái người mà ổng đang dùng phải được. Mà đức thầy ra cái bài sứ mạng là ngày 18 tháng 5 Kỷ Mão, thầy đã quá độ trở về đây đã nhiều trường kiếp, đã trợ duyên cho ổng tu nên kiếp chót hướng về đây. Ổng đã ngồi trên nhíp bàn là sao mà ổng không trở ổng làm, ổng hưởng thọ của ổng để mà ổng đảo về đây mà xuống cảnh phàm trần chịu chữ chê khen đó. Anh thử ra hôm nay mình nói vậy, nói qua cái đề tài rút lại là mình thương nhau con một cha, và mình phải cầu nguyện để mà cho anh em trong đạo ta chầm sớm vẫn láng giềng mình có mắt, cho anh em trong đạo ta đi cầu nguyện, cái đó là phần lý tánh giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật, đến đây là hết.